anh. Sao anh nó không phải làm những việc như này á? Dịch dã như này chả có việc gì làm thì đè ra mà làm. Bây giờ mang ra ngoài cho nó chúng nó dọn rửa cho khoang máy nó lấy mẹ 4 lít rồi. Thì lấy đâu ra? Tiền để đấy ở đâu? Thôi thì cứ tự dọn đấy vậy. Em đang có tí vấn đề muốn anh tư vấn cho các anh. Cái gì á? Tình hình là vợ chồng em tiết kiệm được khoảng 200. Đang mua chiếc xe. Em thì thích mua trả góp xe mới. Nhưng mà vợ thì nó an toàn hơn, nó bảo là tôi mua xe cũ tầm tiền đấy rồi. Thì anh xem nên mua cái nào? Mẹ chú hỏi tư vấn hay thật, hỏi thằng bà buôn xe cũ là nên mua xe cũ hay xe mới thì mua xe cũ. Thế nhưng mà không sao. Đấy. Thế nhưng mà vợ là muốn xem mua xe cũ đúng không? Đúng rồi, vợ thì nó sợ. Còn chú muốn mua xe mới đúng không? Đúng rồi. Thế thì anh hỏi là mua cái xe này là ai đi là chính? Em đi là chính. Em đi làm hàng ngày thôi gì? Đi làm hàng ngày thôi. Chở vợ để con thôi gì? Đúng rồi. Thế thì đúng rồi đấy, vợ là thích xe cũ là đúng rồi, nó có được đi đâu. Nó đi xe cũ mà. À nó bây giờ hàng ngày nó chỉ có lên xe nó ngồi thì nó đi, còn đâu là xe đẹp là ông hưởng đúng không? Thì kiểu gì nó chả bảo anh ơi mua xe cũ rồi nó đỡ phải nặng đầu, nó có tiền đúng không? Đấy. Nhưng mà thôi, không sao. Về cơ bản thì câu hỏi này thì cũng rất nhiều là anh em hỏi. Bởi vì là trong ví có 20 tiền rồi lăn có 20 củ, 200 củ rồi. À, muốn lăn tăn là không biết là mua cũ hay là mua mới. Đấy. Thì là một câu hỏi muôn thuở. Thế tuy nhiên thì hai vợ chồng nhiều những cái tình huống như này rất là xảy ra, không phải chỉ riêng thì vợ chồng chú đâu. Thì bây giờ nhá, thu nhập của chú vợ cả hai vợ chồng bây giờ được bao nhiêu một tháng? Thì cứ trung bình thì khoảng 12 đến 15 triệu. Nó cũng khoảng đấy nó hơi bấp bênh tí. 12 triệu để xe nào? Nếu mua trả góp chú định mua con xe nào tầm bao tiền? Mua trả góp thì chắc chỉ còn tầm khoảng 450 quay đầu thôi. 450 thì giờ mua được xe gì nhỉ? Morning E10 Fadin đúng không? Đúng rồi. Thôi thì cứ coi như là mua tầm đấy như là nợ là vào đâu đó khoảng hơn 300. Nợ hơn 300, tiền lãi bây giờ nó khoảng gần 3 triệu. 2 triệu rưỡi thì đấy. 2 triệu rưỡi cộng với tiền gốc phải trả nữa thì là một tháng chú phải trả cỡ tầm khoảng 7 triệu. 7 triệu nếu vay 5 năm, khoảng đấy, áng áng thế. 7 triệu vay 5 năm thì chú tự cân đối xem cái tài chính gia đình chú xem là một tháng với cái 7 triệu còn lại thì có duy trì được hai vợ chồng sống hay không, rồi thì là chi phí con cái hay không. Đấy, cộng với là xăng cộ mới thì cái chi phí bảo dưỡng chưa nói. Đấy. Thế nhưng mà chi phí một trong vòng 2 năm đầu thì cũng chưa nói về cái vấn đề là phí nọ phí kia, phí đường bộ cái thứ linh tinh thì nó cho gói trong xe mới rồi. Đấy. Thế còn hai vợ chồng còn 7 triệu thì liệu có sống được không? 5 triệu. Bởi vì 2 triệu vào chi có phí xăng cộ cái thứ linh tinh rồi. Đấy, còn 5 triệu chỉ để ăn mới uống mới trả lãi các thứ linh tinh thì có sống được không? 5 triệu mà cả nuôi con thì cũng hơi căng. Hơi căng á. Nhưng mà chú có cái nghề gì làm thêm để tháng có thể kiếm ra được đôi 3 triệu không? Làm thêm thì căn bản là thời gian đi làm ban ngày hết rồi, làm thêm thì tối thì khó. Nhưng mà có cái nghề gì không? Kiếm ra được đôi triệu cũng được, coi như đủ tiền xăng nó được rồi. Nghề cái này em chưa tính tới. Chưa tính tới mọi người đi mua xe. Kiếm mà. Thế mới cần anh tư vấn cho, chứ không thì em đã tự quyết rồi. Giờ nói tóm lại như này nhá. Như anh nhận thấy nếu mà chú bảo là cái lương của chú, của hai vợ chồng ấy tầm 12, 13 triệu ấy, thì mua xe trả góp đã mất 7 triệu rồi. Còn đến 6 đến 7 triệu. Thì nếu như mà chú có hoặc là vợ có một cái gì, ngành nghề gì đấy kiếm thêm được một vài triệu một tháng thì được. Đấy. Còn nếu như mà không đủ kiếm thêm mà chỉ có 5 triệu gói gọn cho gia đình thôi ấy. Bởi vì nhá, mình còn phải phòng. Thế nhưng mà anh hỏi thật nhá, gia đình có khoản tiền dự phòng ví dụ như 2, 30, 50 triệu để dự phòng lúc ốm đau không? Không, thì bây giờ đã bảo là tiết kiệm tất cả được có khoảng 200, đầu tư vào xe là hết. Thế lúc ốm đau đi vay lại đi vay ông bà ngoại à? Cái này bọn em chưa tính. Hay là đi vay lãi ngày. Chú có 200 rồi. Trường hợp thứ nhất, chú cảm thấy tài chính của chú là hàng tháng cứ tầm chỉ được có thế thôi mà đỡ, để khỏi phải đau đầu về tiền nong thì chú mua cho anh một con xe cũ. Đấy, ví dụ như là Morning nhập khẩu 2010, ví dụ như là Morning E10 thuộc 2015 2016, dịch vụ dạo được nhưng mà kiếm cái con nó che mưa che nắng, máy móc gầm bệ nó ngon là được. Đấy. Còn nếu như mà chú mà cảm thấy là cái tài chính của chú cảm thấy ok, sau khi mà trả cái tiền trả góp xe đi rồi nhá, mà vẫn còn đủ duy trì cho cuộc sống gia đình con cái là cảm thấy ok, được thì mua được, không sao cả. Bởi vì anh không tư vấn được là bởi vì anh không phải là địa vị của chú. Đấy, thân của chú. Bây giờ nha, nếu 12 đến 13 triệu một tháng, chú cố lên cho anh tầm khoảng 15 triệu một tháng.
15 16 triệu một tháng, chỉ cần cố thêm đôi ba triệu thôi. Ví dụ như là buổi tối chú có xe rồi này, chú có thể là nhận những cái hợp đồng hay là nhận những cái khách hàng quen là đi xa đi đâu đó để kiếm thêm một ít, ít nhất thì nó cũng gỡ lại được cái tiền xăng khoảng tầm 2 triệu 2 triệu rưỡi một tháng. Một tháng anh nghĩ rằng mình có một cái xe mà mình đi kiếm chở khách quen kiếm thêm 2 triệu nó cũng không phải là khó đâu, đơn giản thôi nhé. Đấy thì cái đấy tùy chú cân đối, cảm thấy là xơi được thì xơi đấy. Còn như tài chính của anh ấy thì anh mua được, bởi vì là anh vẫn có cái nguồn thu nhập anh kiếm thêm. Đấy, ví dụ như là rửa xe như này. Đấy, ngày nay mà rửa xong cái máy này là anh đỡ được 4 lít. 4 lít luôn đấy. Ê, giời. Đấy, thì còn cái gì hỏi nữa không? Cái này thì cũng hơi lăn tăn nhỉ. Em thì vẫn máu xe mới về nó oai, mua xe cũ thì... Oai cái gì? Mới mới ấy. Bây giờ ấy, chú mà đi cố gắng ấy thì... cố gắng đi cái xe cũ khoảng tầm 2 năm sau đấy là đổi cái xe mới đấy thì nó ngon hơn. Còn bây giờ anh nói thật như chú bảo là vợ chỉ thích xe cũ thôi là đúng đấy. Thứ nhất là nó đỡ nặng đầu mà nó lại có tiền chăm cho con cái, không phải trả góp, đúng không? Đấy, hàng tháng vẫn có 12-15 triệu, nó vẫn có rủng rỉnh mua túi sách rồi thì son phấn các thứ thoải mái, đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà chú mua trả góp vào phát là thôi, có bao nhiêu tiền hai vợ chồng dồn sạch và trả nợ thì đứa vợ nào nó đồng ý, trong khi đó xe nó không được đi, nó thậm chí chắc là còn chưa có bằng, lại còn nếu mà trường hợp như vậy mua xong ấy thì lại còn phải cho vợ học bằng nữa cơ. Vợ học bằng bây giờ là cũng khối rồi, 6-8 triệu rồi, 6-8 triệu rồi, đúng không? Mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều chi phí vào đấy. Thì đương nhiên cái con vợ này của chú tính đúng đấy. Con vợ này của chú tính đúng đấy, không sai đâu nhá. Có 200 triệu mua xe cũ thôi, không mua xe mới. Đấy, anh mà là con vợ chú ấy, là anh cũng sẽ đồng ý là mua xe cũ thôi, không được mua xe mới. Đấy, mua xe cũ xong một phát, tiền mình đã hết rồi, nhưng mà một tháng mình vẫn ra được 15, 12, 13, 15 triệu đúng không? Trừ chi phí các thứ linh tinh để mà duy trì cho cái xe cũ đi thì vẫn còn được 12 triệu. Còn hơn là mua xe mới kia về là không còn sạch bách, không còn đồng nào. Sau kia hàng tháng tiêu xong một phát là hết sạch luôn. Đấy, trong khi đó thì nó muốn đi chơi một tí, nó muốn ăn chơi một tí, nó muốn đi cà phê bạn bè một tí, nó cũng phải tính toán đúng không? Nó muốn mua cái túi sách xịn một tí nó cũng phải tính toán đấy, ví dụ như một vài triệu túi sách chẳng hạn, nó lại phải tính toán đúng không? Đấy, nó tính như thế là đúng, bởi vì xe nó có được đi đâu. Đấy, bây giờ nhá, chú muốn thuyết gì nhở, chú muốn coi như là thuyết phục được vợ mua xe mới ấy, thì chú phải chứng minh được nguồn tài chính của chú. Đấy, bây giờ đang là 15 triệu, 13 triệu, chú chứng minh được rằng là mỗi tháng chú kiếm thêm được 3-5 triệu đó, đảm bảo vợ cho mua, đảm bảo. Nhưng mà chú có cố không, hay là có xe xong lại chỉ đi chơi đi nhồng rắn vớ vẩn tiêu hết bố là cả tiền cha giải quyết được. Cái này là do chú thôi chứ không phải là do ấy đâu. Cái này thì chắc em phải về tính lại, nghe anh nói thì cũng có vẻ hơi căng căng nữa, mua xe mới thì cũng có vẻ căng 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 quá đi còn gì nữa. Xe mới là phải nói là rất căng mới đúng ấy, bởi vì là cái nguồn tài chính của chú hơi thấp nhá. Có tiền sẵn rồi mua thẳng 200 thì ok đúng không? Vì 12-15 triệu vẫn thu nhập được. Thì nếu mà không có tiền sẵn mà lại phải đi mua trả góp nữa, tháng mất 7-8 triệu vào đấy nữa thì đương nhiên là đuối. Đấy, thế cho nên là chú cứ mua, một là chú cố gắng kiếm tiền theo một cách gì đấy, nghĩ cách gì đấy kiếm thêm tiền, đi làm thuê làm việc cái gì đấy thì tùy, làm thêm đúng không? Kiếm thêm đôi 3 triệu nữa. Đấy, hai là thôi đi con xe cũ thôi cho nó nhàn. Xe cũ thì mua con xe ví dụ như là Morning E10 dịch vụ cũng được, bởi vì xe không dịch vụ nó không có cái giá đấy, nó phải tầm 240-250, mà đời 2015 hay 2016 nó tầm đó đấy. Thế cho nên là cố gắng một tí, đi con xe cũ cũng được, không sao đấy, là anh bảo thật đi xe cũ. Nhưng mà anh tư vấn như này, ôi trời, vẩy hết cả vào người chú. Anh tư vấn như này thì không phải là anh bán xe cũ, mà anh tư vấn mua xe cũ, mà căn cứ vào cái tình hình thực tế của cái nguồn tài chính của vợ chồng chú thôi nhá. Tầm kiếm tiền của vợ chồng chú nó chỉ được như vậy thôi thì nó không hơn được, không hơn được. Đấy, thế cho nên là nói tóm lại là mua xe cũ cho anh. Đấy, một là chú đỡ được gánh nặng, hai là vợ chú có tiền tiêu xài, con cái nó thoải mái, và ba anh có thêm được tí thu nhập. Chắc chắn là mua của anh rồi, mua của thằng đếch nào nữa đúng không? Tôi được rồi đấy, tình hình nó là như thế. Dạ thì cứ ấy đi, để anh giải quyết nốt cái xe này để đỡ mang đi, đã không lại khô mất máy. Rồi thì anh lau xe tiếp nhá. Ok ok. Tiền đi, em xin phép đây.